cùng đến với một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Với tiền sảnh được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng và trang trí bởi những chùm đèn xa hoa, tòa tháp 12 tầng nơi trú ẩn của những người đã khuất có thể bị nhầm với một trong những khách sạn mới nhất của Hồng Kông, Trung Quốc. Tuy nhiên, tòa tháp này là nơi an nghỉ cuối cùng của hàng nghìn người tại một trong những thành phố đông đúc nhất thế giới. Cụ thể, có 7,3 triệu cư dân Hồng Kông sinh sống trong đô thị đông đúc. Trước đây, các gia đình có tang phải chờ nhiều năm để có được một chỗ đặt cho cốt của người thân đã khuất. Nhà để cho hỏa táng Samsung khai trường hồi tháng 5 năm nay. Nhà để cho hỏa táng đặt mục tiêu cung cấp 23.000 vị trí đựng bình cho cốt. Tòa nhà hiện đại kiểu dáng đẹp của Samsung là công trình do kiến trúc sư người Đức Ulrich Kriechhof, 52 tuổi, thiết kế. Và cho cốt tại cơ sở này được cất giữ trong các ngăn trang trí công phu. Một số ngăn nhỏ có kích thước là 26 cm nhân với 34 cm xếp dọc theo các bức tường của buồng có điều hòa nhiệt độ. Giống như các căn hộ ở Hồng Kông, giá thuê những nơi đặt cho cốt này không hề rẻ, khiến chúng nằm ngoài tầm với của hết mọi người. Lựa chọn cơ bản dành cho hai người tại Samsung được bán với giá là 58.000 đô, trong khi gói cao cấp nhất dành cho cả gia đình có giá là gần 3 triệu đô.